đến cái năm 2022 mấy rồi mà anh em không biết đến cái dòng ắc quy mới này mà vẫn dùng ắc quy axit thì đúng thật sự là hơi tiếc cho anh em ạ. Một cái dòng ắc quy siêu nhẹ anh em ạ. Hiện tại là cái bình 65 ma này nó nhẹ chỉ có 4 quên lộn 4 là 5 cân anh em nhá. Hơn 5 cân tí xíu thôi. Đấy, vừa nhỏ vừa nhẹ vừa gọn này, trang bị nhiều tính năng lắm anh em ạ. Đi đánh cá hoặc là đi làm gì cũng được. Có đèn nhá. Đấy, một đài đèn này. Anh em nhà có mất điện lôi ra này ra làm đèn pin luôn. Ngày trước kia thì không có đâu anh em, nhưng bây giờ thì có. Thêm một cái nữa là báo cho anh em còn bao nhiêu điện. Tính năng này chắc nhiều anh em đang rất là thích, tính năng chính năng đèn này. Tiếp theo nữa là bình rất là nhẹ và kháng nước. Anh em mà có tối đi soi ếch thì mang con này đi soi vẫn được anh em nhá, bởi vì nó vẫn nhìn được mà. Nhìn mà rất là đẹp luôn, sáng trưng luôn anh em ạ. Kháng nước đi sẽ không sợ nước mưa nó vào và bị sự cố, bởi vì là máy kháng nước rồi mà. Kháng nước chứ không phải là ngập nước anh em nhá. Anh em mà đi cho nó ngâm nước là cũng vẫn to như bình thường. Đấy. Nhẹ 5 kg thôi. Trang bị mạch bảo vệ nạp xả. Nạp đầy thì tự động ngắt điện, mà xả hết điện thì cũng tự động dừng luôn. Trang bị cân bằng xeo pin rồi những công nghệ mới nhất. Cái chiếc này là một anh khách đang đặt thì mình sẽ test cho anh em xem cái chức năng là anh đặt thêm được cái này. Cổng USB nhá. Anh ấy muốn là USB và để cho anh ấy chạy được cái tính năng là sạc điện thoại, vì ông ấy cần sạc đây cổng sạc 5V nhá. Ở đây có hai cổng nhá, một cổng 2A một cổng 1A này, mình bật cho anh em xem này. Bật lên nó sẽ báo đèn màu xanh nhá. Để test thử cho anh em xem này, sạc điện sạc điện thoại trước nhá. Đây sạc điện thoại này anh em này. Đây cắm vào máy nhá. Đấy, cắm máy sẽ báo cho anh em là sạc luôn. Sạc đầy sẽ tự ngắt luôn anh em nhé. Đây anh em cắm vào nhá. Cắm lại cho mình này. Đấy cắm sạc sẽ báo như này. Sẽ trang bị cho anh em là hai cổng sạc, anh em cắm được hai máy một lúc luôn. Mình cắm một con điện thoại tức là có hai cổng USB ấy thì em cắm máy nào cũng được. Đây anh em nhìn báo đang sạc nhé. Đấy, đang đã để sạc nhanh hơn này, đang báo đang sạc 97% này. Đấy. Và đây cũng đang trang bị tính năng sạc anh em ạ. Sạc hai máy một lúc luôn rất là tiện. Anh em đi công trình cái thứ đều dùng được. Và dòng này là dùng cổng USB, thành ra là anh em thích chế cháo lắp cổng nào vào cho mình thì lắp, chứ không cần thiết là anh em phải lắp đúng cổng như vậy nó mới dùng anh em nhé. Rất là tiện luôn. Xong ấy, ok rồi. Đây tính năng sạc cực kỳ quan trọng của thiết bị luôn anh em ạ. Xong phần sạc. Còn về phần thông số máy thì dòng bình này sẽ trang bị cho anh em cổng nạp xả chung nhau. Anh em có thích bê đi đâu cũng được, nói chung là tiện. Đây có quai xách luôn này. Đây, anh em thích xách đi đâu thì xách. Xách đi trong nhà hay xách chỗ nào thì xách, hay xách làm gì thì xách. Mà 5 kg như cách đây, nếu mà anh em dùng bình 65A, mà nếu mà những năm trước thì nó thật sự là bình axit nó phải tầm 19 cân, không là xách thôi anh em ạ. Nhưng riêng với cái dòng này thì anh em xách một tay luôn anh em ạ. Đơn giản luôn, quá nhẹ luôn, 65A. Và bên mình bán là bán đủ dung lượng anh em nhé. 65 là 65 chứ không phải là bán 65 nó chỉ được 30 đâu, nên anh em mua phải chú ý nhá. Nhiều anh em là mẹ phải nói là cũng hơi mõm tí anh em ạ. Số thì to nhưng mà không đạt đâu, phải bảo trước luôn đấy nhá. Bán bao nhiêu là chuẩn nét luôn anh em ạ. Đấy, thông số máy sẽ được ghi rất cụ thể trên này, chính xác luôn anh em ạ. Bên mình có cả máy đo cho anh em test chính xác luôn.